Ngày 24 tháng 7, Công an thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thanh Sơn, 33 tuổi, ngụ xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh sau hơn 2 năm bỏ trốn. Trước đó, ngày 2 tháng 5 năm 2015, sau khi uống rượu, Sơn và Danh Văn Nhân, ngụ phường 4, thành phố Vị Thanh mang theo hai dao Thái Lan đến ngã tư Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Minh Khai để đánh nhau với một nhóm gần chục đối tượng cũng ở thành phố Vị Thanh. Do nhóm này vừa đánh em của Nhân nhập viện, Sơn đã đâm một người trong nhóm đối phương trọng thương, Sơn cũng bị chém gục ngã tại chỗ nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Cơ quan công an khởi tố một số đối tượng tham gia đánh nhau, trong đó có Sơn về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng Sơn đã bỏ trốn sang Kiên Giang sống bằng nghề đi biển và ít khi lên bờ. Cách đây vài ngày, Sơn lên bờ tìm bạn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì bị công an thành phố Vị Thành bắt giữ. Trước khi bị truy nã, Trần Thanh Sơn từng có một tiền án 5 năm tù cũng về tội cố ý gây thương tích.